Ok chào mừng một triệu anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè Trong khi xem video thì các anh em tiết gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video sớm nhất Những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm TV của mình nha Hôm nay quay lại một cái con game rất là quen thuộc Có cái tên là Mufika Edit 17.com Và hiện giờ admin đang đưa lên một cái phiên bản đó là 18.2.2 anh em. Đây là một cái máy chủ hoàn toàn mới và đưa cho các anh em một cái phiên bản cập nhật hoàn toàn mới. Thì hôm nay chủ tịch đã đưa những cái thông tin, những cái thông điệp vào trong một cái con game và ở trên một cái bài viết ở một cái trang chủ đó là Mufika ở đây thì cho chúng ta những cái giao diện hay là những cái săn bot và căn chỉnh lại lượng đam căn chỉnh lại thời gian bot và tỷ lệ bot nó sẽ cho chúng ta ra chúng những, ta, những cái vật phẩm và đi theo đó là những sự kiện thì ad sẽ căn chỉnh sửa lại một chút xíu nha anh em và cũng không làm mất thời gian anh em quá nhiều AD đang ngày đêm fit cho cái con game là hoàn thiện tốt nhất có thể thậm chí là cho tới 99 hoặc là 100 trăm để cho anh em trải nghiệm một cái con game chuẩn chu trên PC là nó sẽ như thế nào khi các anh em đến với một cái con game mu Fika thì đến với con game Mufika sẽ không làm cho anh em thất vọng Và đây là một cái câu nói mà mình nhắc tới nhắc lui ở một cái clip của một cái con game Mufika Đó là anh em có thể là vào trong một cái group của Mufika Anh em chỉ cần share bài viết là chia sẻ bài viết ra những cái nhóm khác, những cái group khác Càng nhiều người biết thì càng tốt anh em để mà mình phát huy được tốt nhất cái con game Thì nhiều người chơi thì cái sự cạnh tranh của chúng ta là nhiều lên Thì ở đó là khi các anh em chơi một cái con game thì vào trong con game thì các anh em không muốn không. là một mình mình với một cái bài quái thì cái anh em như vậy các anh em cần chia sẻ ra Để cho một cái con game của mình nó rộng rãi hơn nha Ngoài việc chia sẻ ra để mình có đối thủ Trong thì... khi đó anh em sẽ nhận lại Những cái phần thưởng như là win con c Hay là cái lượng good mà AD Người ta sẽ phân mm -hmm. bố theo những cái giải thưởng Những lần chia sẻ bài viết như hiện giờ Thì AD đã đưa ra Một cái bài viết cách nay tầm khoảng 16 hay là 18 phút gì đó Anh em có thể là vào trong đó chia sẻ cái bài Viết lên trên một cái trang cá nhân Trên facebook của mình nè hoặc là những cái nhóm lớn Các anh em cứ hỏi là chụp hình khi mà mình chia sẻ lên để cái tên nhân vật của mình như anh em đổi một cái tên nhân vật điển hình như là cái tên nhân vật của mình là tấn nè 67899 nè anh em vừa chia sẻ lên rồi anh em ghi một cái tên nhân vật của anh em ad sẽ ad thẳng những cái viên con những cái phần thưởng vào cho anh em và quay lại vấn đề chính hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái sự kiện mà anh em đã kêu mình đã nhờ mình làm rất là nhiều và có một cái câu chuyện rất là hài anh em khi mà mình chơi tới tận thời điểm bây giờ khi các anh em hỏi ờ tưởng ơi mở cái ben ở bên mufika sao vậy mình đứng hình 3 giây anh em thậm chí là đứng hình luôn 5 giây luôn chứ không cần 3 giây đừng không hỏi cái mình bí luôn mình không biết ở ờ, nó ờ anh nhấp vô cái ben là mở lên nó nơi ơi cái anh nói là nhấp vô không có được nhấp vô thì nó hiện lên gì hà chứ không có gì hết thì ở đây mình sẽ chia sẻ lại cho những anh em nào mà mới chơi hay là những anh em nào old chơi cũ rồi có thể mạnh dạng comment wow. những cái thủ thuật những cái lối chơi của cái con game mufika này để cho anh em mới chơi người ta có một cái kinh nghiệm anh em thì các anh em muốn mở một cái ben lên để khảm thì các anh em dí vào một cái ben như mình đừng có nhấp gì hết các anh em bấm là cái nút alt và bấm chuột phải thì nó sẽ ra như gì đây ý của anh hỏi là mở cái ben lên như gì nè anh em để khảm những cái nguyên tố vào trong đây anh hỏi đương không anh hỏi là mình mắc đứng hình 5 giây luôn nha anh em mình không nhớ thật cái đó là mình không nhớ thật luôn và mình nghiệm lại rồi mình mới nói ở ờ, anh ơi bấm alt bấm chuột phải anh ơi à, mới đầu mình cũng không kêu là alt chuột phải mà mình kêu là chuột phải alt nha anh em anh nó không được chụp phải là nó nhảy lên trên trên đây chụp phải thì nó tự động nhảy trên người rồi mình kêu là a là chụp phải mới đúng anh em đừng không hỏi là mình quên ngang luôn và cái vấn đề chính hôm nay là mình sẽ khảm những cái nguyên liệu vào trong đây thì mình đang có một cái linh thạch ở một cái hạng 1 và cộng 6 thì làm sao đã có được như vậy thì anh em phải cần kiếm những nguyên tố như vậy mình đi farm ở một cái map nào đó cố định nào đó cái đầu tiên thì các em sẽ kiếm một cái kinh nghiệm kinh nghiệm s để mà mình reset mình đang có những cái nguyên tố nhỏ đây thì ở đây các anh em có thể là đợi chữ là mi thi này vào trong đây nha anh em và các anh em có thể là farm những cái miếng này qua cái lượng gen gơi đầy trên đất này là không hề phí không hề dư thừa mà anh em hãy làm theo như mình đây anh em biến giờ cho mình một cái map là ơi bilan một về đây để làm gì anh em về đây để mà mình làm như gì đây các anh em mua cho mình chuối tại vì thiếu chuối mà anh em Tại vì cần có chuối rồi anh em mới có thể là khảm bên được nha Mình chỉ mua một số để uh, demo thôi chứ mình không có mua nhiều nha Thì ở đây thì mình cũng đã có mua một số rồi Mình farm đủ uh, 2 tỷ thì mình về đây mình mua chuối nha anh em Có chuối rồi thì anh em cắt vào trong đây Linh thạch ở đây thì mình đang có cho anh em xem đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem Mình chỉ lấy xa ra, ra một chút xíu thôi Tại vì chuối á, thì chúng ta cần rất là nhiều nha Khi uh, anh em chơi là cần rất là nhiều chuối khi mà muốn khảm những cái linh thạch từ cái cấp thấp lên cấp cao thì anh em chọn cho mình là một cái map là Achegon chọn map Achegon thì các anh em đi về hướng bên đây là một cái gương đồ chung của mình thì anh em có thể là lấy cái gì ra thì lấy còn anh em không lấy thì có thể là bấm tích bỏ anh em chạy về hướng bên phía tay phải cho mình góc 1 giờ ở bên kia là góc 12 giờ cái này là góc 1 giờ nha anh em lại đây có một anh NBC để chúng ta khảm bên Cảm bên ở đây là những thứ cần khảm nó sẽ hiện lên trên đây và hiện rất là rõ vì nó sẽ hiện bằng tiếng Việt, Việt Nam mi luôn nha. Thì anh em có thể là nâng cấp từ cái thuộc tính trong đây. Thì ở đây mình sẽ bấm vào một cái là chế tạo linh thạch. Chế tạo linh thạch thì mỗi một lần chế tạo anh em sẽ tốn cho mình là một b thì mình sẽ bỏ cái linh thạch vào trong đây. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái viên nước vô Nó có cái phần trăm là xịt nha anh em Thì mình bắt buộc là các anh em phải chơi một cái dặn mệnh là hên xui Đỏ đen nha Nó chỉ có 50% thôi nên anh em cứ việc mạnh dạng khảm nha Chỉ cần tốn bơi thôi anh em chứ không cần tốn gì hết cái Anh em cứ khảm nhiều vô cho mình Nó ra được cái gì thì ra nha anh em Ở đây thì mình có một cái ben này là một cái ben nước Thì mình kiếm những cái xeo lửa để vô nha mình sẽ bấm bỏ vô trong đây cho anh em xem Ở đây là một cái bước một nha Mình sẽ khảm hết nha Khi mà có được một cái win con C anh em có thể là mua gương nha anh em Tại vì hai ba cái clip trước là mình chưa có gương nên nó rất là chặt chội nên bây giờ thì mình cho cái clip của mình nó đẹp nhất có thể à Mình sở hữu được bốn gương nên mình không có sợ chặt gương nữa anh em Chỉ sợ là không có đồ để chứa vào trong gương thôi Tại vì um, các anh em cần thiết là các anh em phải cài Nếu mà các anh em không cài là không có đồ Tại vì đến với kênh của mình là cái tiêu chí là cài chay còn những anh em nào mà muốn đầu tư để ủng hộ server để xây dựng server thì cũng có thể nạp nha anh em nạp thì các anh em liên hệ ngay vào luôn với ad tiếng đặng đợi mà hỗ trợ được tốt nhất nha anh em ơi thì ở đây mình đã có một cái linh thạch các anh em thấy nè mình đã có cái linh thạch cấp 1 chưa cộng anh em có thể là cộng vào nha thì mình sẽ nâng cấp những cái này lên cho anh em xem mình muốn nâng cấp được những cái nguyên tố mà mình mới khảm ra thì bắt buộc anh em phải có chuối nhưng mà tỷ lệ nó xịt là nó cũng vẫn mắt y chang hôm nãy anh em mình sẽ demo cho anh em xem thì hôm nãy mình mới mua chuối đây thì mình sẽ đem ra mình nâng cấp cho anh em xem ngay và luôn ở đây là mình đã có làm một cái uh, sẵn ở đây mình đã có làm một cái uh, liver này cộng 8 nè và trong cái ben của mình đó là có một cái là cộng 6 nha anh em có thể là nâng cấp cho nó cao lên nha anh em nước thì mình đang kiếm cái nguyên liệu lửa đây ở đây có cái nguyên liệu lửa nè thì uh, nguyên liệu lửa này mình sẽ bỏ vào trong đây để mình mình phân biệt ra những cái nào mà gõ gàng nhất để mình khảm vô nha khi mà cái nam cộng lên hết cái em hãy khảm vào một lượt nha tại vì khi mà lấy cái nguyên liệu ra nó có là phần trăm xịt rồi mắc đồ luôn nha thì tiếp tục mình sẽ lại mình khảm nha anh em tiếp theo thì mình sẽ nâng cấp cái linh thạch của mình từ hạng 1 lên hạng 2 tháng 3 thì uh, đầu tiên ở đây là mình có một cái slot này cộng 8 rồi ở đây là mình có một cái là mình có một cái slot thứ hai cộng 6 thì mình chỉ làm một cái slot thứ tư nữa nha anh em mình sẽ khảm một cái slot thứ tư xem là nó có được hay không ở đây slot lửa nè thì mình sẽ bấm vào kết hợp nha và nó có phần trăm mình xin nhắc lại nó có phần trăm là xịt qua wow, mắt luôn đồ của mình nha anh em ở đây là nó đang cộng 3 tiếp tục mình sẽ cho nó lên là cộng 4 nè cộng 5 nha anh em thường thường nó lên rồi xịt luôn mắt tiêu luôn anh em ơi hiện giờ là cộng 7 nha anh em chứ chưa có mắt nha mình nhầm nha hiện giờ nó đang cộng 7 đây và mình sẽ lấy về ở đây mình không có khảm nữa mà mình sẽ bỏ vào trong một cái ben bỏ vào trong ben thì các anh em cứ bấm là alt chuột phải nè mình sẽ bỏ vào trong ben nha khi mà anh em lấy ra là nó sẽ có phần trăm xịt mắt nha ở đây là mình sẽ bỏ một cái linh thạch của mình cộng 8 vô mình thiếu một cái slot đầu nha một cái slot đầu của lửa thì mình sẽ bỏ một cái thí đại vào trong đây nha của mình đang nước thì mình sẽ bỏ một cái nước vào như vậy nó sẽ ok và khi mà mình sẽ lấy ra cho anh em xem ở đây thì nó kêu mình tháo nè và nó để nè khi thực hiện tháo linh thạch nè ra khỏi sách nè linh thạch có thể bị mắc bạn chắc chắn muốn tháo không thì mình sẽ tháo cho anh em xem đó tháo ra là nó mắc luôn nha anh em mình sẽ bỏ một cái linh thạch nào lại nè mở ra gắn vô thì không sao nhưng mà anh em mở ra là nó sẽ có một cái hiện tượng là hên xui nha thì ở đó là khi mà chúng ta khảm linh thạch một cái bước một thì như gì nó đã thành công nè các anh em muốn coi một cái thuộc tính của nó khảm và nó kháng ra sao thì có thể là bấm vào một cái phím c bấm qua cái phần thuộc tính cho mình bên đây là cơ bản thuộc tính Master 4 thì các anh em vào có phần thuộc tính là sẽ xem được một cái band ở trên đây cái hội của mình là cái band cung đâm và nó đang đi là cái hệ nước thì cái hệ nước nó kháng cái hệ nào cao nhất anh em thấy nào ở đất á, là 758 và ở gió là 767 nè ở nước là 777 nè và ở bóng tối là 786 và khi ở lửa của mình các anh em thấy là khi đi ở nước và nước thì chỉ số nó chỉ là có 10k các anh em thấy không còn khi mà mình nước mà mình đi với lửa là chỉ số nó sẽ lên là 11k. Thì cái chỉ số này nó sẽ kháng nó giúp cho chúng ta farm nhiều hơn và kháng quái được nhiều hơn nha anh em. Thì các anh em nhìn vào cái trong đây và nhìn vào cái chỉ số thì biết của mình kháng cái nào thì chúng ta hãy kháng vào trong cái đấy. Thì nó cũng y chang là một cái ben ở bên cái con game là nó container thôi anh em chứ không có gì mà quá cao sang và nó quá khác biệt đâu nha. Nó cũng y chang thôi chứ không có gì mà quá khó đâu. Anh em có thể là vào trong đây nè khi cái ben cái ben chính của mình đó, bên cái hội nào thì các anh em có thể là nhìn xuống đây để chúng ta phân biệt khi mà nó kháng được bao nhiêu thì các anh em có thể là kháng để cho mà mình kiếm được một cái lượng kháng tối ưu nhất cho cái ben của mình nha qua mình sẽ quảng cáo sơ qua một lượt về cái ben cho nữa mình sẽ làm chiên sâu hơn một chút xíu để khi mà làm nhiều quá thì anh em đang bị lúng túng hoặc không biết là làm như thế nào thì hiện giờ các anh em xem tới đây là sẽ biết là cái cái ben của mình nó khảm ra sao và một điều đặc biệt mà các anh em hỏi mình một cái bản này và hỏi qua như gì á, thì mình không có trả lời anh em được cái bản này như là một cái bản nhiệm vụ và một cái bản nâng cấp đời cao khi chúng ta là đạt những cái mốc này đây thì chúng ta đạt được 1 2 3 4 nè thì phần quà nó sẽ có ở đây khi chúng ta đạt được một cái mốc như một là cái phần quà ở trên là tương đương nhìn thẳng xuống nè anh em nó sẽ có ba loại phần quà nè phần quà dưới đây thì chúng ta phải mua trên shop nha ở trên đây hai phần quà này thì chúng ta có thể là đi làm nhiệm vụ có được nha chúng ta anh em có thể là mua ở trên shop để mà mình thực hành nhiệm vụ nha ở đây thì nó cho chúng ta các móc nhiệm vụ để mà mình nhận được các anh em thấy là sẽ có s nhân năm nè và có những cái bình này á các anh em thấy là khi mà mình gào vào trong đây là sẽ thấy là hp qua clip sau thì mình sẽ cố gắng farm cái nguyên liệu để mà mình nâng cấp ganh lên cho anh em biết hiện giờ mình đang ở một cái ganh một nè vào trong đây cho anh em xem nè Hiện giờ mình đang ở ganh một nè. Khi mà các anh em phải nâng cấp ganh lên á. Bấm vào trong đây. Khi mà các anh em muốn vào trong đây nâng cấp ganh là phải có một cái nguyên tố của mình á. Cái ganh một là cộng 7 nha anh em. Hai cái ganh một cộng 7 thì chúng ta sẽ nâng cấp lên thành một cái linh thạch hạng 2. Và muốn nâng cấp lên thêm nữa thì chúng ta cũng phải là từ cộng 7 trở đảo lên. Chúng ta mới được nâng cấp một cái ganh ba nha. Mình sẽ cố gắng tích những cái gune này cho nó nhiều nha. Thì thường thường ở đây gọi là một cái chuối xanh nè anh em. Mới nâng cấp được nha anh em và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tới đây xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau nha